đài truyền hình thành phố có một cái này đúng không? Đây là lần đầu tiên người tự đi lên lên thu đài truyền hình một mình luôn các bạn. Trời, sốc quá. Đứng chờ thang máy một xíu. À, có thang lên. Đợt trước như là ngươi cũng có đi một lần ở lầu 9, như cũng là thu âm hay sao á, ngươi cũng nhớ. Hôm nay thu ở lầu 11. Nay thì có mọi người ra thì có Lisa với lại bạn Quý Dương, cũng là học trò của cô Đức luôn. Này giống gơ phố quần sọ áo thun giỏ đồ đó. Lâu lâu thấy mình cũng không được bình thường. Ui, tên ơi, đi ra thôi. Gì gì à, đâu ở bên này đúng không các bạn? Trời ơi, ngươi không có biết gì đâu. Ừ, hình như là đúng rồi đó. Quá đẹp. Là ở dưới lầu 9, không phải lầu 11. Ôi, vậy là nãy giờ ngươi nói đúng rồi đó. Ngươi đã thu ở lầu 9 chứ không phải lầu 11. Anh nhớ một lần nữa tôi bấm lộn lầu. Giờ mình sẽ đi xuống dưới. Hy vọng là xuống dưới mình sẽ không bị lộn nữa nha. Không thì mình sẽ không biết đi đâu hết. Hên là nãy ngươi đi lộn ngay trong phòng thu số 11 thì có một cô hướng dẫn nói là ở dưới con bên nhóm thiếu nhi đúng không? Là ngươi đã kiếm được đúng phòng rồi. Quá trời thiếu nhi. Kéo lại, kéo cái đầu mới không kéo. Dạ, bắn á. Làm cha nha. Làm con nha. Mình sẽ cho các bạn gặp hoa hậu số 1 thế giới. Đây. Đó. Du Nguyễn. Rồi, hiểu. Bạn này là Lisa Minh Thy, hoa hậu thế giới. Wow, là hoa hậu hòa bình thế giới. Tôi được làm bạn của hoa hậu, thật là vinh dự. Cô
vừa mới nói với tụi mình một điều rất là sốc. Đó là mình mà không thuộc bài là hồi mình bay màu, bay theo tự nhiên. Trời ơi, hai đồ bắt như vậy. Dễ thương quá. Mình có dễ thương giống vậy không? Không thể là dễ thương bằng các em được. Chứ hình đó bằng tụi mấy em tôi cũng dễ thương lắm chứ bộ. Hả? Sao cậu ý kiến gì? Mẹo la mắt cây ngựa tạo cao. Các em nói nhìn chị Bào Ngư mắc cười quá. Tại sao chị Bào Ngư lại mắc cười? Đây đây đây, đây là chân dung của chị Bào Ngư. Tôi đã làm gì mà mắc cười hả? À là vậy là cười đó hả? Chị Bào Ngư cười. Đây là bà Ninh Thu. Em yêu làng điệu dân ca. Đây là tụi mình thu rồi. Em yêu làng điệu dân ca. Con không biết nữa, con thấy vừa chưa? Con thấy được, con có nghĩ được rồi. Cô đứng, cô ngồi, cô. Cô đứng làm. Bây giờ tới lượt ba đứa mình thu và Lisa sẽ là người thu đầu tiên. Lisa sẽ thu trước, sau đó mình sẽ thu thứ hai. Câu dân ca thoáng nhẹ, tiếng ru y lấy bằng răng à, tiếng ru y à, tình bằng ngọt lý mưa. Mênh mông em á dòng, cất lên y lấy bằng răng à, tiếng ca y à, tình bằng giàu giác ư. Xóm xa phố chờ em đềm giọng, hát em y lấy bằng răng à, tiếng ca y à, tình bằng ngọt lý mưa. Giọng cất lên y lê bằng răng à, tiếng ca y à, tình bằng nhau nha. Cuối cùng thì mình cũng đã thu xong. Bây giờ là trời tối rồi và là 7 giờ rưỡi tối. Mình đi về nhà ăn cơm đây. Cảm ơn các bạn đã coi hết video nha. Bye bye, see you again.